6. Công dụng của mơ lông và các bài thuốc thường dùng. Mơ lông được sử dụng trong rất nhiều bài thuốc, điển hình như bài thuốc sát khuẩn, điều trị kiết lỵ, chữa viêm đại tràng, chữa bệnh xương khớp. Cách thực hiện cụ thể như sau. 1. Bài thuốc lá mơ lông sát khuẩn, chữa kiết lỵ. Lá mơ có công dụng sát khuẩn, diệt khuẩn lỵ Amip và Shigella, hai vi khuẩn gây tình trạng kiết lỵ. Những người bị kiết lỵ sử dụng thuốc tây không đỡ nên áp dụng cách này. Mơ lông rửa sạch, băm nhỏ, trộn đều với lòng đỏ trứng gà. Dùng lá chuối để lót xuống đáy chảo rồi đổ hỗn hợp lá mơ và trứng gà lên, đun lửa nhỏ. Khi chín một mặt thì lật nướng tiếp mặt còn lại cho chín đều. Ăn món này liên tục 2-3 ngày, chữa đau bụng tiêu chảy, kiết lỵ và các bệnh liên quan đường ruột. Lưu ý, không dùng lòng trắng trứng vì chúng gây khó tiêu. Lá chuối được sử dụng phải còn tươi giúp món trứng gà lá mơ chín từ từ, không mất tinh dầu của lá mơ. 2. Mơ lông trị run. Để chữa run kim và run đũa, bạn lấy lá mơ tam thể 30-50, giã nhỏ, thêm ít muối, ăn sống hoặc bắt lấy nước uống. Dùng liền 3 buổi sáng và lúc đói, run sẽ ra. Ngoài ra, bạn có thể lấy lá mơ lông 30 cho vào 50ml nước chín, giã bắt lấy nước cốt bơm thuộc vào hậu môn, giữ lại khoảng 20 phút và 7-8 giờ tối trước khi đi ngủ, run sẽ ra. 3. Giảm đau nhức xương khớp ở người già. Người già thường bị phong thấp, đau khớp, nhức mỏi khi thời tiết thay đổi. Có 3 cách giúp giảm đau hiệu quả từ lá mơ, bạn có thể tham khảo. Cách 1, lá mơ lông sắc lấy nước uống, có thể sử dụng cả thân và lá đều được. Cách 2, giã dập lá mơ lông rồi cho vào tách, đổ nước sôi vào hãm như trà. Sau đó, rót nước ra cốc, cho thêm một chút rượu vào uống. Cách 3, cắt nhỏ thân và lá mơ, sau đó phơi khô. Lấy 1kg lá mơ lông khô ngâm với 2 lít rượu trong 10 ngày. Mỗi ngày uống 1 tháng 2 ly. Ngoài uống, bạn có thể sử dụng để xoa bóp giúp giảm đau. 4. Lá mơ chữa bệnh viêm đại tràng. Những người gặp phải hiện tượng đau bụng, đi ngoài sau khi ăn đồ lạ, thường xuyên bị đầy bụng, chướng hơi, có thể là biểu hiện của rối loạn tiêu hóa, hội chứng ruột kích thích. Tình trạng này không gây nguy hiểm nhưng khiến cho người bệnh cảm thấy khó chịu và mệt mỏi. Để cải thiện triệu chứng trên, người bệnh có thể áp dụng bài thuốc từ lá mơ như sau. Lá mơ rửa sạch, băm nhỏ, gừng tươi giã nhuyễn, lọc lấy nước, trộn đều hỗn hợp gồm lá mơ lông, gừng và trứng gà với nhau. Chưng cách thủy cho đến khi chín và ăn ngay lúc nóng. Mỗi ngày ăn một lần, thực hiện trong 15 ngày liên tiếp để đạt hiệu quả cao nhất. 5. Trị chứng bí tiểu tiện. Người bị bí tiểu tiện có thể sử dụng bài thuốc lá mơ này. Cách thực hiện rất đơn giản, chỉ cần lấy một nắm lá mơ lông, sắc với nước uống. Uống kiên trì 2-3 lần sẽ thấy cải thiện tình trạng bí tiểu. 6. Điều trị chứng cam tích suy dinh dưỡng ở trẻ nhỏ. Từ xa xưa đã áp dụng bài thuốc mơ lông trong điều trị chứng cam tích ở trẻ nhỏ. Bậc cha mẹ có thể tham khảo cách thực hiện như sau. Sử dụng rễ mơ lông cơ 15-20 giờ, dạ dày theo một cái thái vuông. Hai nguyên liệu trên cho vào sát với 2 bát nước cho tới khi còn 1 bát thì dừng lại. Chia lượng nước đó thành 2 phần cho trẻ uống trong ngày. Một số lưu ý khi sử dụng lá mơ lông. Lá mơ lông có tác dụng tốt trong điều trị các bệnh về phong thấp, đau bụng, viêm đại tràng. Tuy nhiên, khi sử dụng, người bệnh cần phải lưu ý những điều sau. Các bài thuốc từ lá mơ chỉ có tác dụng hỗ trợ, không có khả năng điều trị bệnh một cách triệt để. Người bệnh không sử dụng bài thuốc kể trên thay thế phác đồ điều trị của bác sĩ. Sử dụng lá mơ sạch làm thuốc. Dù ăn sống, đắp ngoài hay sắc nước uống thì nên ngâm với nước muối khoảng 20 phút để khử trùng. Sử dụng đúng liều lượng theo khuyến cáo hoặc hướng dẫn của thầy thuốc. Không nên dùng lá mơ ngâm với những trường hợp dị ứng với thành phần lá. Kết hợp chế độ ăn uống khoa học, sinh hoạt hợp lý để hỗ trợ tốt trong quá trình điều trị.